có một cái đặc thù mà cái phòng khám của khoa ngoại vú thì cho dù phụ nữ dù cái độ tuổi rất là trẻ, khoảng hai mấy cho đến một vài bác khoảng hơn 70 đến khám, thì cái nỗi cho dù bất cứ lý do gì, vì đau, vì thay đổi về màu sắc da, vì thay đổi về nấm vú, tất cả thì trong đầu bệnh nhân cũng sợ, rất là sợ bị ca vú. Tuy nhiên á, hơn 80-90% bệnh nhân đi khám vì những cái thay đổi lành tính, nhưng mà người phụ nữ mình đều không có biết. Và có những trường hợp nó nguy hiểm, ví dụ có u, có cục trong bướu vú rồi nhưng mà không đau, không có gì thay đổi á, thì đa phần là đa số người phụ nữ để bỏ qua. Đó là một cái nghịch lý mà mong rằng qua những cái chương trình truyền thông như thế này thì chúng ta, những người phụ nữ phải hiểu nhiều hơn về cái cách tự chăm sóc bản thân, những cái bộ phận mà gọi là nó rất là tế nhị của người phụ nữ. Thông thường thì những cái thay đổi là thay đổi về mặt nội tiết phụ nữ, nội tiết tố thì sẽ gây căng, gây đau, thay đổi theo từng chu kỳ, thì đó là cũng rất là bình thường. Và bệnh lý tuyến vú thì nó có hai mảng, một mảng là thay đổi lành tính và một mảng là u bú. Thì trong cái u bú thì nó có u lành và u ác, thì cái tỷ lệ u ác thì không nhiều, tuy nhiên những cái thay đổi trên tuyến vú làm cho người phụ nữ mình rất là lo âu. Và một phòng khám như vậy thì hầu hết là 80-90% họ đi khám vì những thay đổi lành tính, không phải là bệnh lý. Tuy nhiên cho dù phụ nữ chúng ta bị bất cứ vấn đề gì tuyến vú mà đi đến phòng khám vú, thì cái việc đầu tiên của bác sĩ mình luôn luôn phải loại trừ cái ca vú trước. Ví dụ như đau hay thay đổi bất cứ gì, những chảy dịch của nấm vú chẳng hạn, thì hoặc có u cục gì đó hay thay đổi một thời gian ngắn hoặc có thể trước đó, thì tất cả đều phải tầm soát trước, tầm soát ung thư vú trước, rồi sau đó mới điều trị theo cái bệnh lý nền. Và cái vấn đề quan trọng nhất của chúng tôi thì luôn cho bệnh nhân hiểu rằng tại sao mình phải đi khám vì cái gì, những cái thay đổi này là như thế nào, cần làm cái gì thêm, và mình phải biết thế nào là những bất thường quan trọng. Giống như chị Nga có hỏi, những cái nguy hiểm sợ nhất thì vẫn là ca vú. Tuy nhiên mà ca vú nó rất là âm thầm, nó không gây đau, thậm chí những cái giai đoạn muộn vẫn không đau. Đó là những cái nghịch lý mà quý vị chúng ta phải lưu ý. Vì thế nếu mà có điều kiện thì mình đi khám tầm soát định kỳ, thì những cái thay đổi, những cái bất thường mình phát hiện, nếu có thì phát hiện rất là sớm và điều trị rất là dễ. Còn như thông thường mà chị em hay là tôi bị cái này nhiều năm, tôi bị bệnh lý này nhiều năm, thì thật ra tất cả cái đó không phải là bệnh lý mà đã thay đổi sinh lý của người phụ nữ thôi. Giống như chúng ta thay đổi về kinh nguyệt thì ít ai chạy đi khám lắm, nhưng mà đau nhẹ một tuyến vú thì ngồi trước cái phòng khám tuyến vú thì rất là lo âu và thậm chí mất ngủ mấy ngày trước khi đi khám nữa. Thì điều đó thì rất là bình thường, bởi vì trong đầu thì lúc nào các chị cũng rất là sợ bị ca vú. Thì mình nói đi nói lại thì 80-90% là bệnh lý thay đổi lành tính rồi, và không quan trọng, không nguy hiểm. Chỉ có nguy hiểm là ở cái ca vú. Mà nếu mà ca vú mà phát hiện sớm thì điều trị rất là tốt, giữ được tuyến vú, ít tốn tiền, rồi cái cuộc sống còn lại, chất lượng sống cũng rất là tốt.